Vinaphone vừa đưa ra cảnh báo tình trạng mạo danh nhân viên các nhà mạng gọi điện nhắn tin đổi SIM 3G để chiếm đoạt thông tin người tiêu dùng, lừa đảo tài sản. Đại diện Vinaphone cho biết, việc đổi SIM 4G là chiến dịch cần thiết của các nhà mạng nhằm hỗ trợ khách hàng truy cập vào mạng Internet 4G tốc độ cao, phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng Internet di động của khách hàng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nhằm bảo mật thông tin cho khách hàng trong việc thay SIM 4G, Vinaphone chỉ thực hiện việc thay SIM trực tiếp qua hai hình thức: khách hàng đến các điểm giao dịch hoặc nhân viên đến phục vụ giao SIM 4G trực tiếp tại nhà cho khách hàng. Vinaphone cũng khuyến cáo khách hàng cần cẩn trọng trước những cuộc gọi, tin nhắn bất thường mời thay SIM 4G, không thực hiện các yêu cầu thao tác thay SIM qua điện thoại. Trước đó đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo bằng cách gọi điện, nhắn tin hướng dẫn cú pháp để thực hiện nâng cấp SIM 3G thành SIM 4G nhằm lừa đảo, chiếm đoạt quyền kiểm soát SIM điện thoại, đánh cắp các thông tin mã OTP để thực hiện vay tiêu dùng hoặc thanh toán các đơn hàng online dựa trên các số điện thoại người tiêu dùng. Các chiêu thức lừa đảo tinh vi như vậy không chỉ xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn xảy ra ở các tỉnh thành phố khác trong cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Tháp.